Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được những thông tin hữu ích nhất. Hãy nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong ngày quý vị nhé. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau nhập ngũ, Hậu Hoàng vào Sài Gòn hội ngộ Nam Thư, Khánh Vân, mỗi trưởng Long có phản ứng ngay và luôn. Mới đây trên trang cá nhân, Nam Thư bất ngờ đăng tải bức ảnh hội ngộ cùng với Khánh Vân, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến tại Sài Gòn. Thông qua bức ảnh có thể thấy mối quan hệ thân thiết của các nữ nghệ sĩ sau khi góp mặt chương trình sau nhập ngũ và nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Có lẽ vì bận công việc nên cuộc gặp thiếu mất Kỳ Duyên và Diệu Nhi, đặc biệt là Mũi Trưởng Long cũng không xuất hiện. Tuy nhiên, anh chàng vẫn nhanh chóng để lại nút wow thể hiện sự ngạc nhiên với màn hội ngộ của hội bạn này. Mũi trưởng Long có thể nói là người bạn thân thiết của sáu nữ nghệ sĩ từ sau khi cùng xuất hiện trong chương trình Sao nhập Ngủ. Từ sau khi lên sóng, mũi trưởng Long trở thành nhân vật hot hành họ sở hữu lượng fan hùng hậu. Người hâm mộ luôn trong đợi từng bài đăng bình luận tương tác có liên quan đến mũi trưởng xuất hiện trên mạng xã hội. Trong khi đó, các nữ nghệ sĩ cũng liên tục đăng ảnh nhắc đến anh chàng trong các bài đăng để chiều lòng người hâm mộ. Đặc biệt, việc mũi trưởng lông được dân mạng đẩy thuyền với cô nàng youtuber hậu hoàng luôn là chủ đề gây sốt trên các diễn đàn. Nhiều cư dân mạng liên tục soi được hiên hẹn hò của cặp đôi trong các chương trình hay ở ngoài đời thực. Thậm chí chính các nữ nghệ sĩ như Khánh Vân, Diệu Nhi hay ekip sau nhập ngũ cũng nhập hội đẩy thuyền không thua gì khán giả. Hậu hoàng đổi gió với xì tai gợi cảm, fan thả ha ha vì không quen. Nhắc tới youtuber hậu hoàng, nhân mạng sẽ nghĩ ngay đến cô bạn dáng người nhỏ nhắn với phong cách nhí nhảnh như bước ra từ những thước phim hoạt hình, không hề pha lẫn với ai. Không chỉ vậy, nhiều fan cho rằng bạn gái này sở hữu gương mặt non so với độ tuổi của mình. Thế nhưng, đôi khi sự trẻ trung, dễ thương này lại gây ra không ít khó xử cho cô nàng. Và gần đây nhất, việc hậu hoàng thử đổi gió từ phong cách cá tính sang quyến rũ, gợi cảm, khiến nhân tình một phen dậy sóng. Mới đây Hậu Hoàng làm người hâm mộ xôn xao khi đăng tải bức hình cô diện chiếc áo hai dây để tóc xoăn. Có thể nói phong cách này khác xa với hình ảnh đời thường. Không chỉ vậy, youtuber này càng khiến fan không nhận ra bởi cô thêm filter hoa cúc vào ảnh. Được biết ngoài hình ảnh trên, Hậu Hoàng hài hước chia sẻ. Tuy không xinh nhưng biết thế nào là ảo, nhưng thế này là hơi ảo quá rồi Hậu ơi. Tóc xoăn xiết các thứ, hai dây các thứ ngay sau khi bức ảnh trên chia sẻ trên mạng xã hội phần dưới bình luận nhiều dân mạng để lại ý kiến của mình trong đó vô số các bạn trẻ dành lời khen ngợi hậu hoàng xinh xắn một số fan khác lại tỏ ra ngạc nhiên thậm chí là thả ha ha bởi họ cho rằng trong cô khá lạ lẫm không quen mắt lúc đổi gió sang sự tai gợi cảm một số ý kiến của fan chị chụp kiểu ngầu ngầu đẹp hơn ạ à. em không thể thả tim được chỉ thả ha ha thôi Cô gái 25 tuổi mà dễ thương, trẻ y hệt như bé cấp 3 thôi, có vẻ xì tai áo thun, quần ngố hợp với Hậu Hoàng hơn. Sai trái quá, trả Hậu lại cho chúng tôi đi cậu gì ơi. Xin quá Hậu ơi, nhưng hơi bánh bèo đó chị, sao tất cả em vẫn thích về yêu chị. Được biết đây không phải là lần đầu tiên Hậu Hoàng chuyển từ phong cách ngầu cá tính sang nữ tính quyến rũ, mà trước đó cô nàng đã nhiều lần theo đuổi si tai này. Trước đó, trên trang Instagram Youtuber đăng tải bức ảnh ghép bản thân so với người mẫu khi cả hai diện trang phục hợp nhau. Lúc ấy cô chia sẻ, Ủa sao vậy ta? Cùng một chiếc váy mà trông tôi như một bé lớp 9 đi biểu diễn văn nghệ vậy. Lúc nhìn vào bức hình trên, nhiều fan của cô nàng cười ngất bởi mặc dù chiếc váy y như mẫu, nhưng vì hậu hoàng sở hữu gương mặt trẻ trung và phong cách nhí nhảnh nên nhìn như học sinh cấp 2. Lúc này, không ít dân mạng vừa thương vừa buồn cười cho nữ youtuber bởi quá trẻ cũng là cái tội. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của mình, nữ youtuber này không ít lần đốn tim dân mạng khi đăng tải những bức ảnh cực kỳ nữ tính và đáng yêu. Qua các bức ảnh ấy, nhiều fan công nhận rằng mặc dù có chút chưa quen nhưng ở phiên bản nào, hậu hoàng cũng rất xinh xắn. Khánh Vân rủ hậu hoàng đi nghe gánh hát trong của họ Minzy, đã thế còn bị anh Tú ghẹo. Với chủ đề nhạc viên cùng hai khách mời là Văn Mai Hương và Bùi Công Nam, Tập 7 Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân đã mang tới những phút giây thưởng thức âm nhạc đầy cảm xúc cùng những tình huống dở khóc dở cười từ gian nghệ sĩ Hòa Minzy, Hứa Kim Tuyền, Anh Tú. Ở thử thách về phim mắt biết, mặc dù khẳng định mình là một fan cứng nhưng Anh Tú lại không trả lời được câu hỏi nào từ ekip. Thay vào đó, Hòa Minzy và Hứa Kim Tuyền đã vượt qua được thử thách để Anh Tú và Bùi Công Anh có cơ hội hát, có anh chàng viết lên cây trong đêm diễn chính thức đặc biệt ở hàng khán giả đầu tiên có sự xuất hiện của đôi bản thân Khánh Vân trong vai Trà Long của mắt Biết và hậu hoàng đến để thưởng thức âm nhạc. Cô nàng Khánh Vân xinh xắn còn lên tận sân khấu để giao lưu với các hot chương trình. Chưa dừng lại ở đó, dù thừa nhận đã có người yêu nhưng câu hỏi anh tú dành cho Khánh Vân lại là em có người yêu chưa, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Hóa ra nam ca sĩ có ý định ghép đôi Khánh Vân với Bùi Công Nam, chàng ca nhạc sĩ với chuyên môn thả thính nổi tiếng từ các tập trước. Hậu Hoàng vừa mua ban mì tôm vừa giải thích tin đồn kiếm 10 tỷ một tháng, không quên kết hợp đòi nợ cuối năm. Tết là thời điểm mà ai cũng nôn nao đợi chờ hai tiếng tin tin báo nhận tiền thưởng sau một năm lao động mệt mài. Bên cạnh đó, đông đảo các chủ nợ cũng chờ đợi những người đã vay tiền mình suốt năm qua có thể chốt đơn trả nợ vào trước giờ giao thừa để có một cái Tết ấm êm bên gia đình. Điều này cũng không ngoại lệ với cô nàng hậu quang youtuber hot nhất nhì trong lòng giới trẻ. Mới đây cô nàng vừa đăng một đoạn to đi than thở về tình trạng khách hàng hẹn sau Tết thanh toán. Cô nàng buồn bã biết chưa gì đã thấy cái Tết có nhiều mì tôm đang đón chờ mình. Bên cạnh chuyện đợi mãi không thấy khách yêu thanh toán trước Tết cho mình, Hậu Hoàng cũng giải thích về tên đồn kiếm được 10 tỷ một tháng trăm rang suốt thời gian gần đây. Theo đó cô nàng khẳng định luôn nếu thật sự có chừng ấy số tiền, mình sẽ ăn tôm hầm chứ không làm clip mua băng mì tôm thế này. Có thể nói thời gian gần đây, sự nghiệp của Hậu Hoàng thăng hạng thấy rõ. MV Comedy Cây Tre Tâm Đốt của Hậu Hoàng sau 3 ngày công chiếu đã leo thẳng lên vị trí top 1 trending trên Youtube. Hậu Hoàng tiếp tục chứng minh mình vẫn giữ ngôi vị nữ hoàng, nhạc hài, nhạc chế khi ra sản phẩm nào đều ăn tiền sản phẩm nấy. Bên cạnh đó, cô nàng cũng xuất hiện và gây sốt ở chương trình sau nhập Ngủ, được dân tình đẩy thuyền tích cực với mũi trưởng Nguyễn Việt Long. Hậu Hoàng tự đăng ảnh diệm thời đi học. Ngày xưa siêu bánh bèo lên đại học quay sang xì sì tai loát chắc. Hậu Hoàng là một trong những YouTuber sở hữu lực view khủng nhất hiện tại. Thêm cả xếp thuyền cùng với mũi trưởng long trong sau nhập ngũ khiến độ nổi tiếng của cô nàng tăng cao. Mới đây hậu hoàng lại khiến dân tình thích thú khi tham gia trend, một trend trên mạng xã hội mà chính chủ sẽ đăng tải hình ảnh theo yêu cầu. Bên cạnh yêu cầu đăng tải với mũi trưởng long thì dân tình cũng tò mò xem ảnh thời đi học của hậu hoàng. Vậy là biết bao ảnh quá khứ thời cấp 2, cấp 3 cho đến đại học khi chụp kỹ yếu, đi diễn văn nghệ, được nữ youtuber đăng tải hết. Hậu hoàng năm lớp 8 với phong cách ăn mặc lót cha lót chích mũ hiếp hết theo trên thời đó. Ít ai biết hậu Quang cũng từng có thời bánh bèo như thế này. Cô nàng cũng để đầu bờm sư tử và mái dài thay vì tóc thẳng như bây giờ. Đến khi lên lớp 12 và học đại học thì hậu Quang đã bắt đầu thay đổi ngoại hình rõ rệt khi chăm chút hơn cho vẻ ngoài. Thực tế dân tình cũng phần nào đoán được hình ảnh khi đi học của hậu hoàng vì cô nàng rất hay làm video về chủ đề học sinh như sau đó cuộc sống sinh viên. Hậu hoàng cũng tâm sự thích làm video chủ đề này vì bản thân cô có thời học sinh rất vui, cũng muốn quay lại quãng thời gian đó. Hậu Hoàng từng học cấp 2 tại trường Lô Mô Sơ Nớp, lên cấp 3 học trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, trường cấp 3, trường điểm cấp 3 tại Hà Nội. Cô nàng từng khoe điểm đứng tớp môn tiếng Anh ở trường, chứng tỏ cũng phải thuộc dạng học sinh khá giỏi đây khi lên đại học hậu hoàng trở thành sinh viên của trường học viện tài chính chuyên ngành tài chính sau khi tốt nghiệp cô nàng đã từng làm nhân viên văn phòng rồi sau đó quyết định nghỉ việc để dành nhiều thời gian hơn cho công việc làm vlog và sản xuất video hài tải trên trang youtube cá nhân